Hello nha, chào mừng em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây ấy, thì mình sẽ chơi game gì anh ơi? Mình nghĩ là con game này nhiều bạn biết về con game này rồi. Đó là con game từ Win anh em. Thì hôm nay thì đây là con game đổi thưởng theo tỷ 1-1 nha em ơi. Đấy, mình đã đổi thưởng thành công đây này. Nói chung là lâu lâu mình chơi thôi, nhưng mà vốn mình hôm nay năm mê mình sẽ vào đây chơi tiến lên. Hầu như mình đều chơi tiến lên miền Nam đấy anh em. Game bài đổi thưởng này ấy, tiến lên miền Nam này vừa chơi theo kiểu là may mắn một đường, nhưng mà cũng gọi là dùng đầu một phần đấy nha. Đấy, chứ cái này không phụ thuộc vào may mắn 100% được, đúng không? Bởi vì là nói chung là bây giờ chưa có bản chơi đây luôn anh em này. Đấy, khó lắm. Ở đây có này, thằng này về để chờ đợi thôi nha. Nó đéo theo, chịu thôi, đợi cái bạn này đi nha. 3, 4, 5, mình nghĩ là cái thằng 10 con nó còn có kìa. Cái này hay hơn cái là nó có người đếm sẵn đó rồi, thành ra các bạn không cần đếm là nó đã ra bao nhiêu con bài này anh em. Đấy, nó hay như vậy. Nó đương nhiên là hay sao hay, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là hên anh em ạ. Chơi mà đã đéo hên, mình nói thật với anh em, chơi thì đéo nào anh em đéo thắng nổi nó đâu. Cái thằng này nó thông mà đéo làm gì kìa. Không phải thông, gần gần như thông thôi. Thằng kia về. Đây này, đây này. Chờ đợi thôi nào, 4 người chơi luôn à, căng thế. Uầy, bài đẹp nè. Liều phát anh em, liều phát nha. Đấy, 10 GWK có khả năng có nhiều người có đấy, nhưng mà thôi mình liều phát anh em. 1 là thắng, 2 là thua này. Chứ bởi vì 1 đã ăn to, 2 là ăn nhỏ thôi. À, 2 là thua thôi, chắc chắn thua rồi. Thua thì chả thua bao nhiêu, đúng không? Rồi, 1 thằng nè, 2 thằng nè, 2 thằng nè, 3 thằng nè. Đúng rồi, anh em ơi, kìa. Ui, anh em kìa. Ui dồi ôi, cái gì vậy trời. Ui, năm mê luôn anh em ạ. À, chơi mà chơi thôi. Ván nó anh em thấy mình liều không? Liều chứ. Ôi bài ván này cũng đẹp này, 6 đấy, át luôn này. Trời ơi, bài ván này cũng đẹp anh em này. Ui, ván đẹp ghê ấy. Anh em thấy không? Pha đó mình chơi căng không? Căng chứ. Mấy ai mà dám chơi như mình kiểu như vậy, đúng không? Đấy, chơi trên liều như vậy. 2 luôn này, căng thế. Tứ ri luôn. Ui, tứ ri luôn kìa, căng thật sự. Ca đi. Ây già. Ca đéo ai có là mình về thôi, chắc chắn mình về. Nếu ca không ai có, mà có người có rồi anh em. Đằng nào mình về thôi, anh em tin mình đi. Ca mà đã lệnh như vậy rồi thì có thể khả năng ván này nó cũng lệnh tiếp mà coi. Thằng này nó có, nếu có nó đối án thì nó cũng ra thì vừa phải thôi, nó đéo có chuyện. Nó ván là nó lẻ tiếp là mình ca là mình nó đéo có rồi nè. Em tin mình đi. Ca lệnh lắm rồi đấy, sau đó đánh 3-10, 3 quy thì về chắc chắn luôn. 3-10 không thì có 3 ri, tứ ri ra rồi, đúng không? Đấy, em biết là mình về rồi. Trời ơi, hên anh em ạ. Bài nhiều khi xấu nhưng mà vẫn về, thế mới gọi là hên đấy anh em. Nhưng mà may mắn nhất cái quả đầu ấy, quả đầu mình đánh phần căng đấy anh em, đéo phải đơn giản đâu. Quả đầu mình, ôi rồi nó đuổi mình ra luôn anh em ạ, vãi đạn kìa. Ờ hay, nó thấy mình ăn nhiều quá nó đuổi mình ra luôn anh em ạ. Chán thế mấy anh hai ơi, cho em chơi xíu với chứ. Mơi lọc la xíu mấy anh đuổi em ra rồi, chán thật sự. Cứ chờ đợi bàn này thôi. Đây rồi. Chiến nào, đừng có bài xấu nha. Ui, tứ 4 này được. Ui, nó tứ 2 kìa. Ui dồi ôi, cay thế, nó tới trắng anh em ạ. Nó mà đéo tới trắng cái bài này của mình cũng đẹp đấy. Ui đối bại, ôi trời, thằng này đối bại đối 8 đối 9 đối 10 ri luôn này. Càng thế. Nói chung bài phá pha đó đứa đéo là bài đẹp, nhưng mà bài ván lại bài xấu rồi. Ây da. Ván lại bài xấu rồi anh em ạ. Tiếc thế.
Vãi bài xấu rồi ấy. Chịu. Vãi bài quá xấu luôn ấy. Ôi dồi ôi, 4 đôi thông luôn kìa. Móm luôn ấy. Thôi bây giờ mình cứ đánh theo kiểu là theo nguyên tắc đó là, ôi dồi, đỉnh nó chạy được con nào chạy con ấy. Bây bắt đầu đến chuỗi xui rồi anh em ơi. Bắt đầu đến chuỗi xui rồi, ba ván thua lên tiếp rồi anh em. Quên quên. Khá là căng đấy anh em, đéo phải đơn giản đâu. Thôi đợi bàn này đi. Biết đảng lúc này nghĩ rồi anh em, lên 10 mê pha đó phần đầu luôn, mình nghĩ luôn là đẹp anh em nha. Lúc này thì xui một chuỗi luôn đấy. Nó tới trắng này. Mà pha bài tới trắng nó mình bài cũng đẹp chứ sao anh em đúng không? Mình tứ 4 có phải bài nhỏ đâu. Ván này đéo biết như thế nào đây. Ván này mà chỉ cần thắng một cái là tôi đôi khi nghĩ luôn đấy. Chà, bài bắt đầu xấu rồi. Nó tới trắng anh em kìa. Cái đéo gì vậy trời. Nó mình thắng ăn được một ván, bây giờ nó cho tới trắng miết vậy trời. Nếu không được thì mình ăn non thôi anh em ạ. Ạt đi anh em. Chà, nó ra hai rồi thì có thể mình lệnh rồi đấy. Trời ơi. Ôi dồi ôi, nó đánh đôi ba chịu rồi. Biết rằng lúc này để đôi át lại nha. Rika đi. Đừng đánh QK thôi, đéo đéo đánh. Trời, nó đánh QK thì biết rằng đánh QK miết rồi. Thua uống lên nhé. 7 2 đi. Mình ra 2. Nó ra 2 chuồn này. Không. Có thể mình về đấy, có thể thôi. Lo ấy anh em, đéo phải đơn giản đâu. Thôi ván này mình về chắc rồi đấy. Chắc chắn mình về rồi. Không lý nó có dọc nữa, đúng không? Dọc này đôi khi nó có là cũng đen đấy. Đéo phải đơn giản đâu. Đấy, thôi thắng rồi, nghĩ rồi nha. Nghĩ nha. Đéo còn nhiều đâu anh em, bởi vì tham ấy thì càng thâm thôi anh em, nhớ điều đó cho mình nha. Ôi nghĩ anh em ơi. Nghĩ, hôm nay thắng 25 được rồi. Bây giờ mình thấy là đến chuỗi xui rồi anh em. Biết đảng lúc này lên 10 nên nghĩ mía rồi anh em này. Được ván đầu với ván thứ hai, ván thứ ba cũng hên. Nhưng mà tiếc cái nó ăn trắng rồi. Thôi nghĩ anh em. Thôi video đây mình chúc anh em đừng quên lại cho mình like và đăng ký anh em ơi. Bye bye anh em.